Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Trong cái video hướng dẫn ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại cho các bạn một cái hướng dẫn hay ở trên Zalo. Rồi, thì nhiều bạn đang hay đăng ảnh, mình xin lỗi, hoặc hay gửi tin nhắn này, đấy, hoặc là gửi video mà các bạn vừa quay xong ấy. Trong cái cuộc trò chuyện ấy, các bạn vừa chụp xong mà khi các bạn chọn vào một cái cuộc trò chuyện bất kỳ, nó sẽ có cái phần hiển thị ngay cái bức ảnh hoặc cái video đó lên. Thì các bạn vô tình, các bạn không may, các bạn sẽ nhấn vào đó và gửi đi. Nhưng mặc dù các bạn lại không muốn cái gửi cái ảnh hoặc là cái video đó cho người bạn đang nói chuyện. Đấy, thì đó là cái tính năng là gợi ý ảnh hoặc là video các bạn vừa chụp khi các bạn gửi trên Zalo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tắt cái chức năng đó đi, tắt cái chức năng là gợi ý ảnh khi các bạn vừa chụp. Đó, mình lấy ví dụ nhá, bây giờ mình sẽ vào Zalo này, đó. Mình sẽ vào Zalo và mình sẽ vào một cái cuộc trò chuyện đây, ví dụ mình sẽ chọn cái cuộc trò chuyện này đó, các bạn nhìn chưa, ngay phía dưới cái góc này nó sẽ có cái một cái bức ảnh này, các bạn nhìn chưa, đấy, bức ảnh mình vừa chụp này, đó, nó sẽ có cái phần gửi ngay nhá, đấy, sẽ có cái phần gửi ngay đấy. Thì trường hợp mà không may các bạn vô tình các bạn chọn vào đó, các bạn chọn vào thì cái bức ảnh đó sẽ được gửi đi cho cái người bạn mà các bạn đang nói chuyện, thì nó rất là bất tiện. Và để mà tắt đi cái tính năng, để mà tắt cái tính năng đó như thế nào thì các bạn hãy theo dõi này. Các bạn vẫn vào trong cái giao diện cuộc trò chuyện của một người bạn nào đó nhé, một người bất kỳ. Các bạn sẽ nhìn trên phía góc màn hình, góc phải này có cái dấu ba gạch này, đó. Các bạn sẽ chọn vào, các bạn sẽ kéo xuống cho mình cái phần là, đây, các bạn sẽ chọn cho mình là cài đặt cá nhân. Đấy, có cái phần là cài đặt cá nhân, các bạn chọn vào nhé. Ok, thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy cái phần là, ở bên trong cái phần là cài đặt chung ấy, gợi ý ảnh vừa chụp, ok, các bạn nhìn chưa? Thì mình ở đây đang bật xanh lên thì các bạn hãy tắt đi. Đấy. Thì khi mà các bạn tắt cái tính năng này đi thì nó sẽ không hiển thị đề xuất gửi ảnh vừa chụp gần đây nữa. Đấy, thì các bạn sẽ không phải vô tình chạm vào hoặc là nó không vướng ở trên màn hình nữa. Đấy, thì nó làm cho cái không gian nói chuyện của các bạn nó được dễ dàng hơn, nó ok hơn. Đó. Thì bạn nào mà chưa biết cái tính năng này hoặc là các bạn đã biết rồi các bạn chưa tắt thì các bạn vào các bạn tắt đi nhá. Ok, khi các bạn tắt xong rồi ấy, thì khi mà các bạn ra cái cuộc trò chuyện ấy mà các bạn chụp một cái bức ảnh nào đó mà các bạn muốn để gửi sau đấy, có nghĩa là các bạn để cái đoạn sau ấy thì các bạn không thấy nó hiển thị ở trên đây nữa, rất là ok nhá, mình đã thử và đã thành công. Đó, thì nó cũng chỉ có các bước như thế thôi. Hy vọng với cái mẹo này, cái cách này thì sẽ giúp cho các bạn có những cái trải nghiệm mới nhất và tốt nhất ở trên Zalo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và trong quá trình theo dõi video, các bạn thấy video của mình hay, đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh nhé, và bấm thêm hình quả chuông để nhận tất cả những thông báo mình ra từ những cái video hướng dẫn thủ thuật mẹo hay ở trên điện thoại và trên máy tính cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.